những điều cấm kỵ ở cửa ra vào, tránh cho gia đình mạt vận, suy tàn. Nếu lối ra vào nhà bạn được bố trí phong thủy tốt, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn và ngược lại, gia đình bạn sẽ nhận nhiều điều xui xẻo. Phong thủy đóng một vai trò quan trọng quyết định sự may mắn của cả gia đình. Vì vậy, nếu bạn bố trí phong thủy tốt tại ngay lối ra vào, bạn sẽ nhận được nhiều điều may mắn. Và ngược lại, nếu bạn bố trí không tốt, bạn và gia đình sẽ gặp nhiều điều xui xẻo, dễ khiến gia đình mạt vận trong cuộc sống. Cấm kỵ bố trí cầu thang ở ngay lối vào. Nếu ngôi nhà bạn đang trong tình trạng như thế này, cầu thang sẽ hút hết mọi đường may mắn của gia đình bạn. Thêm vào đó, nếu bạn có thể nhìn thấy nhà vệ sinh ngay từ lối vào, sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng xấu. Biện pháp tốt nhất cho bạn là nên đặt một chậu cây xanh ở ngay chân cầu thang để loại bỏ hết các năng lượng tiêu cực không tốt cho gia đình. Cấm kỵ có vật cản ở lối vào của ngôi nhà. Nếu ngôi nhà bạn có một vật cản lớn như đèn, tủ quá to hoặc bất cứ trở ngại khác khi đi ra cửa thì chắc chắn một điều, ngôi nhà của bạn đã bị nhiễu loạn bởi các nguồn năng lượng tiêu cực không may mắn. Nếu nguồn năng lượng này quá nhiều trong nhà sẽ gây ra hỗn loạn về tinh thần cho những thành viên sống trong nhà. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên đặt một chậu cây nhỏ ở nơi này để làm giảm thiểu mọi nguồn năng lượng không may mắn đổ xô vào gia đình bạn. Cấm kỵ cửa vào đối diện trực tiếp cửa sổ. Khi bước vào ngôi nhà, nếu ngay lập tức bạn nhìn thấy cửa sổ, thì điều đó cho thấy mọi của cải, vật chất trong nhà bạn sẽ ngay lập tức ra đi. Những điều may mắn sẽ từ cửa trước vào và thoát ra ngay ở cửa sổ, chứ không đọng lại trong nhà. Do vậy, mọi vận may, tiền tài cũng cứ thế không cánh mà bay. Lúc này, giải pháp tốt nhất là bạn nên đặt một bức màn tre hoặc cây xanh cao ở khu vực cửa sổ để ngăn chặn năng lượng tốt, điều may mắn thoát ra ngoài. Cấm kỵ để biển số nhà dơ bẩn. Việc giữ biển số nhà bạn luôn sáng bóng là điều cần thiết, vì nó tượng trưng cho mặt tiền của gia đình bạn. Nếu như mặt tiền dơ bẩn, chủ nhà dễ bị vu khống, gặp tin đồn không hay hoặc có xích mích với những thành viên khác trong gia đình. Vì vậy, tốt nhất bạn nên giữ thói quen thường xuyên lau biển số nhà sạch sẽ. Cấm kỵ lối vào nhà bẩn thỉu, lộn xộn. Rất nhiều gia đình luôn giữ thói quen đặt các vật dụng như túi gôn, túi ghim ở lối ra vào cho thuận tiện mỗi khi sử dụng. Tuy nhiên, bạn phải luôn ghi nhớ giữ cho lối ra vào của gia đình mình được gọn gàng, sạch sẽ. Thêm vào đó, bạn cũng nên nhớ luôn luôn vứt bỏ bất kỳ hộp các tông hoặc rác thải tại lối ra vào của gia đình để lối ra vào được quang đãng, sạch sẽ và ngăn nắp. Cấm kỵ để đồ chơi của con nhỏ bày bừa. Đặt quá nhiều búp bê và đồ chơi ở lối vào ngôi nhà của bạn là một điều cấm kỵ lớn, vì nó sẽ hút đi may mắn của bạn. Ngoài ra, bạn có thể loại bỏ các đồ chơi và thay thế chúng bằng linh vật cát tường, ví dụ như phúc, lộc, thọ và nhiều bảo bối phong thủy khác để đem lại may mắn cho gia đình. Cấm kỵ để bóng đèn dưới mái hiên bị hỏng. Từ góc nhìn về phong thủy tốt, chúng ta phải giữ mái hiên lối vào của ngôi nhà thật rộng rãi, tươi sáng và sạch sẽ để thu hút nhiều tài vận, may mắn. Hãy luôn đảm bảo rằng đèn luôn sáng khi cần ở cửa ra vào và luôn luôn thay thế ngay khi bóng đèn bị cháy, chứ không nên để quá lâu mang đến sự đen đủi, không may mắn. Vứt bỏ ngay những đôi giày hỏng hoặc không còn sử dụng. Tủ giày là một nơi tập trung mùi nặng nhất ở lối vào. Luôn luôn vứt bỏ những đôi giày bạn đã không sử dụng trong vòng 2 năm. Rất có thể bạn sẽ không cần nó nữa và bạn cũng cần phải làm sạch bên trong và bên ngoài của tủ giày thường xuyên để đảm bảo
Khu vực cửa ra vào không bị ám mùi, mang đến những điều không may mắn cho gia đình. Giữ cho cửa ra vào của gia đình luôn sạch sẽ, thoáng đãng là cách tốt nhất để bạn đón những nguồn năng lượng tốt, may mắn đến với gia đình.